Rồi, hello anh em, mình là Nguyễn Hoàng Phúc tại Photoshop.com. Nếu các bạn đã quá chán với Photoshop, quá chán với Lightroom bởi vì cái cách làm việc của chúng ta trước giờ nó vẫn cứ theo một cái flow nhất định như vậy rồi, cảm thấy chán một cái phần mềm thì nó sẽ không còn động lực để chúng ta làm việc tiếp. Cho nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm mới tên là Lumina 3 của hãng Skylum, khá là tuyệt vời và nó có nhiều cái điểm tương đồng với những phần mềm trước giờ chúng ta sử dụng. Ngoài ra nó sẽ có những cái cải tiến nhiều hơn khi mà chúng ta có thể chỉnh hình một cách rất là đơn giản, chỉ việc động tác là kéo mà thôi, chứ là kéo là xong thôi. Mọi thứ thì phần mềm đã lo chúng ta rồi, thì cái đó mình nghĩ nó khá là ok. Đồng thời mình có một cái phần quà nhỏ ở cuối video, nếu các bạn xem tới cuối video thì chúng ta sẽ có cái lấy phần quà đó ha. Rồi, ok, chúng ta vào video. Nếu như đây lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký và like cái video này nếu các bạn cảm thấy thích. Và ok, chúng ta vào video thôi. Rồi, và đây là giao diện phần mềm của chúng ta, đó là giống y chang như một cái phần mềm mà có thể các bạn đã từng sử dụng rồi, đó là phần mềm Lightroom. Khi chúng ta vào trong thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải import hình của chúng ta vô. Rồi, thì import đây thì cái giao diện này mình đánh giá là nó cũng hơi không được ok lắm. Nhưng mà đây, thì đây là cái nút import của chúng ta. Ta click vô và chúng ta sẽ chọn là Add Folder. Có nghĩa là cái phần mềm này chủ yếu khi chúng ta chỉnh á, là chúng ta chỉnh số lượng lớn thì chúng ta mới dùng cái phần mềm này thôi, còn như kiểu nhỏ thì cũng được thôi. Nhưng mà ưu tiên của phần mềm này đó là cho số lượng lớn, cho nên mình sẽ sử dụng Add Folder. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái folder của mình và chọn là Add Folder. Rồi, đây là chúng ta đã sử dụng cái, chúng ta đã thêm hình vô trong cái catalog của chúng ta để chúng ta chỉnh hình. Trường hợp nếu như các bạn muốn mở cái catalog mới thì chúng ta có thể vào File, chọn Catalog và chọn New. Thì đây chúng ta sẽ thêm một cái catalog mới với không có hình nào cả, thì chúng ta sẽ có file đó. Rồi, ok, thì đối với hình mình sẽ sử dụng cái hình này đi. Và ở đây sau khi chúng ta chọn, click chọn cái chúng ta chọn sửa rồi thì chúng ta sẽ qua cái tab Edit để chúng ta tiến hành chúng ta chỉnh hình. Thì trong phần chỉnh hình này thì các bạn có thể thấy là cái phần giao diện của chúng ta nó sẽ load dần dần. Ở đây là ở trên cái phần mà hình, những cái hình ở trong cái catalog của chúng ta này. Đây là hình chúng ta sử dụng này, và ở bên này là những cái phần chính của chúng ta, là những cái gọi là những cái giống như cái panel của chúng ta vậy đó ha. Nhưng mà ở đây ở trong cái Lumina này thì nó là gọi là filter. Filter là gì? Là đại khái khi chúng ta sử dụng cái phần mềm của Lumina này á, thì nó sẽ có những cái chức năng mà nó sử dụng cái cấu trúc nó rất là đơn giản, khi chúng ta chỉ cần việc kéo thả thôi. Tức là chúng ta chỉ phải kéo, chủ yếu kéo thôi, không có thả nhé. Nó nhầm chứ, còn chỉ có kéo thôi. Có nghĩa là sao? Thì đây các bạn có thể chọn và Add Filter. Và đây chúng ta sẽ có toàn bộ những cái filter của phần mềm Lumina, và nó cho chúng ta cái cách chúng ta chỉnh. Ở đây là Raw Development, chứ là ví dụ mình chọn Raw Development thì mình sẽ, đây là Raw Development. Ta sẽ có những cái temperature, tint, exposure, contrast, highlight, các thứ y chang như là bên Lightroom luôn. Nó có thể là lens correction, transform, mọi thứ ở đây. Và tiếp tục chúng ta có thể theo dõi, các bạn có thể thấy là chúng ta còn rất nhiều những cái filter khác mà nó rất là tiện dụng cho chúng ta khi chúng ta chỉnh hình. Ở trong phần này á, thì có thể là mình sẽ sử dụng nhiều cái video hơn để mà mình giới thiệu về cái phần những cái filter này ha. Còn ở đây mình sẽ sử dụng một số cái filter, ví dụ như là dehaze nè, noise, detail enhance ha. Đó rồi, detail enhance đây. Small rồi premium các thứ đó, các bạn thấy là chúng ta có thể tăng độ nét lên rất là chi tiết này. Những cái khu vực nhỏ này, lớn này. Ui. Ha. Rồi, ví dụ như là những cái thanh trượt ở đây, ví dụ như là Asian AI filter thì nó sẽ tự động nó làm cho bức hình của chúng ta nó sẽ ok hơn và chúng ta không cần chỉnh gì quá nhiều sử dụng AI filter này. Mình có thể sử dụng một cái hình khác để có thể là mình sẽ demo các bạn rõ hơn. Rồi, ví dụ như là hình này đi. Thì ở đây mình cần gì thì mình sẽ chỉnh nó vậy thôi. Ví dụ như đây mình sẽ sử dụng đầu tiên là Raw Development trước đi, tại vì mình muốn căn chỉnh sáng chút xíu. Exposure lên này, lên tí xíu thôi. Highlight giảm, shadow lên, contrast lên. Saturation, vibrant, mình sẽ đẩy vibrant lên. Rồi, ở đây về phần chỉnh bầu trời thì chúng ta sẽ có cái AI Sky Enhance. Chúng ta chỉ việc kéo một cái là tự động máy của chúng ta, phần mềm này nó sẽ
tự động nó xác định đâu là phần bầu trời và nó sẽ làm cho bầu trời chúng ta nó sâu hơn. Đó thì nó khá là ok đúng không? Đó là toàn bộ những cái về phần về phần những cái filter của chúng ta, rất là chi tiết, dễ hiểu và gọi là gì? Cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, giờ vàng này. Hiệu ứng giờ vàng nghĩa là khi chúng ta nó hơi đỏ rực lên á. Rồi. Ôi, ở đây có rất là nhiều cái filter mà có thể là nếu mà mình làm tốt thì không biết bao nhiêu lâu mới xong đó anh em ơi. Ví dụ như đây có một đàn như cái filter ray này khá là vui nè. Rồi mình sẽ tạm tắt cái này đi. Ở filter ray. Đây mình sẽ căn chỉnh cái này lại. Đây ví dụ như là mình muốn cho nó lấp ở phía sau cái phần này. Đó anh em có thể thấy nó hay không? Look. Tầm nhìn. Ít thôi. Nên dài ra chút xíu. Đó thì anh em có thể thấy là chúng ta có thể tạo được cái ray sáng khá là đẹp đúng không? Ví dụ hình này đi. Mình cũng sẽ làm cái những cái tương tự như vậy. Thì ở đây bên Lumina nó sẽ cho chúng ta những cái setting về cái phần là chúng ta sử dụng những cái filter nào nó quen thuộc rồi. Ví dụ như là ở chuyên về professional thì người ta hay sử dụng những cái nào thì nó tự động nó giống như là những cái workspace sẵn cho chúng ta vậy đó. Đó thì đây là cái workspace của chúng ta thì chúng ta có thể điều chỉnh được là ở professional thì người ta hay có những cái này. Đó là raw, denoise, những cái bước chúng ta làm từ đầu xuống cuối này. Đó. Còn ví dụ như là các bạn muốn làm cái mới đi ha, clear workspace rồi toàn bộ nó biến mất rồi. Ví dụ như là ở cái bước mà mình hay sử dụng thì đầu tiên là ta sẽ làm gì nhỉ? Raw development trước này để chúng ta chỉnh trước ha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ thêm cái saturation vibrant. Rồi thêm tiếp nữa là chúng ta sẽ chỉnh tự động này. Đó. Tiếp nữa là chúng ta sẽ dehaze, denoise. Rồi chúng ta có cái polarizing filter là nó khử những cái bị phản sáng này. Rồi ví dụ như là những cái hiệu ứng ở phía dưới này cũng có rất là nhiều. Đó mà cơ bản là như vậy ha. Cơ bản là như vậy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng như vậy thôi. Đó thì những cái bước làm của mình từ đầu xuống cuối là mình sẽ cố định là chúng ta sẽ sử dụng như này. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể thiết lập được cái workspace riêng từng cái filter, từng cái chức năng là đầu tiên là mình sẽ làm gì kiểu thế. Thì ở đây mình sẽ xếp Lumina Lock là mình giống như là cái filter ở dưới này, các bạn có thể thấy là Lumina Lock này. Đó, thì đây mình sẽ chỉnh ha. Custom workspace, mình sẽ lưu cái workspace này lại là workspace của HP Photoshop chẳng hạn vậy. Đó, thì bây giờ mình đã có một cái workspace tên là HP Photoshop cá nhân, khá là vui. À, click vô này thì bây giờ nó sẽ toàn bộ là cái workspace của mình, cái cách làm việc của mình. Đó, tức là cái những cái filter này á là nó thể hiện cái cách làm việc của chúng ta luôn á. Rồi ví dụ mình tăng lên này, mình tăng contrast lên này, rồi clarity tăng nhẹ, lens thì mình sẽ lens correction, đây có cái defrag này nè, khá là vui. Rồi transform thì không cần. Đó, rồi saturation vibrant thì mình sẽ tăng vibrant lên. Rồi AI boost AI lên tí rồi nó tự động chỉnh sửa. Ấy, mình muốn thêm một cái AI chỉnh bầu trời nữa. Đâu rồi? À đây, AI sky enhance thì chúng ta sẽ có cái chỉnh bầu trời đây. Tăng lên phát là bầu trời chúng ta nó sẽ ngon lành đâu vào đấy liền. Rồi, khử bị nhiễu sáng này. Đó thì có thể thấy là chúng ta sử dụng khá là ngon đúng không? Ở bên phần này chúng ta sẽ có những cái crop, cái tool ha, tool này về crop, free transform, clone stamp, ví dụ như là khử ở đây, ví dụ như là đây, ở đây mình thấy cái này nó không được đẹp lắm thì mình sẽ click vô trong này để chúng ta khử. Rồi, có vẻ như là bị đứng máy rồi sao. Ok được rồi. Thì ở đây mình sẽ click đây. Nó sẽ tự động nó fix cho chúng ta. Done thôi. Rồi, thì đó là những cái cách để chúng ta sử dụng khá là đơn giản đúng không? Khi chúng ta có thể tạo ra những cái riêng của chúng ta ha. Ví dụ như là đây mình sẽ tạo thêm một cái giống như là cái preset, các bạn có thể thấy ở phía dưới này là những cái preset của trong cái bộ của chúng ta ha, những cái preset, những cái tinh chỉnh sẵn của chúng ta đó. Thì khi các bạn click vô, ví dụ như là chromatic này, đó thì nó sẽ thể hiện ra là những người trước người ta đã kéo những cái gì ha, những cái gì và kết quả nó ra được như thế này.
thì các bạn có thể chỉnh amount lên tăng giảm để chúng ta có cái kết quả trước sau nữa. Đó thì đó là giới thiệu tổng quan về Lumina này. Cái phần mềm này nó rất là rẻ luôn á, anh em mua hình như đâu chừng cỡ Lumina đâu rồi, Lumina ha, thì cái phần mềm này hình như nó chỉ đâu chừng nó khoảng cỡ đâu rồi, make Lumina buy now coi, mình nhớ đâu chừng nó khoảng 70 đô ha, 70 đô, quá rẻ một cổ tình đúng không, đây 70 đô, có 70 đô thôi. Và nếu như chúng à đúng rồi, à, người ta cho mình cái code code là HP Photoshop. Nếu như các bạn lên trên Lumina này, các bạn click mua đó, và các bạn chọn vào cái code là HP Photoshop thì các bạn sẽ được giảm 10 đô, tương đương với khoảng cỡ 230.000 ha. Rẻ đúng không? Đâu bao nhiêu tiền đâu. Đây các bạn có thể bấm là enter promotion promotional code thì các bạn sẽ click là HP Photoshop và chúng ta apply. Đâu rồi? Đó, bạn sẽ giảm 10 đô này. Làm ta còn 60 đô thôi. 60 đô là khoảng bao nhiêu tiền ta? 60 USD to Việt Nam đồng là khoảng 1.3 triệu. 1.3 triệu sử dụng vĩnh viễn cho một phần mềm chỉnh hình tương đương với lại Lightroom, mà Lightroom thì nó nhiều tiền lắm. Cho nên là đây một cái phần mềm khá là ngon lành đối với mình. Thì ví dụ như là những cái bạn nào làm studio hoặc là những nhiếp ảnh gia hoặc là các bạn chụp thì chụp chuyên nghiệp á, thì những cái phần mềm như thế này nó rất là ok. Và nó không bao nhiêu tiền mà nó còn vừa ủng hộ cho cái cho nhà phát triển nữa thì nó khá là hay. À, muốn tăng chút đó, có thể thấy là khá là đẹp đúng không? Đó thì đó là tổng quan sơ sơ về cái phần mềm Lumina này, khá là rẻ và code là giảm giá 10 đô là HP Photoshop. Có thể click cái link phía dưới để chúng ta tham khảo. Các bạn có thể click tải cái đó rồi, tải cái sử dụng dùng thử đó ở trên website của nó luôn, hoặc là click cái link mình để ở dưới phần mô tả đó, có thể download trial này thì các bạn sẽ tải xuống và sử dụng free hình như đâu đấy 7 ngày thì phải, thì các bạn có thể trải nghiệm thử xem là cái phần mềm này nó có ok với bạn hay không ha. Về cá nhân đối với mình á thì mình sử dụng nó khá là ổn, tuy nhiên có một cái mình chưa ok lắm về cái phần giao diện, tại vì giao diện của nó rất là nhiều chức năng khá là hay. Khi mà các bạn có thể làm rất nhiều chức năng luôn á, image mapping, blending, mask các thứ đầy đủ về luminosity mask chẳng hạn vậy, hoặc là những cái chức năng công cụ này đầy đủ luôn, nhưng mà vấn đề là nó sắp xếp không được ok cho lắm. Khi mà các bạn thể thấy là cái cách nó sắp xếp nó khá là nhỏ, không có được hiển thị rõ là cái gì cần, cái gì không cần, hay là cái gì là chính, cái nào phụ chẳng hạn thế, thì nó chỉ dở cái phần đó thôi, còn lại về những cái chức năng của nó mình cảm thấy rất là ok và sử dụng cho file raw rất là bình thường ha. Thì các bạn thể tải về các bạn dùng thử, và nếu các bạn muốn thì các bạn thể mua bằng cái code HP Photoshop thì các bạn sẽ được giảm 10 đô, giảm 230.000, khá là rẻ đúng không? Thì đó là toàn bộ không phải toàn bộ, đó là sơ sơ về phần mềm Lumina, và mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để mà mình giới thiệu cho các bạn những cái filter của cái phần mềm này, bởi vì các bạn thể thấy là nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong công việc và nó định hướng ta được là cái flow làm việc của chúng ta nó sẽ như thế nào luôn. Mọi thứ nó trở nên đơn giản rất là nhiều. Và đó là những cái điều mà mình muốn các bạn giới thiệu cho các bạn về phần mềm Lumina này. Ok, đừng quên like, subscribe, nhấn nút đăng ký và comment dưới cho mình biết là các bạn nghĩ thế nào về phần mềm này. Đồng thời các bạn muốn mình làm cái video về chủ đề gì trong video tiếp theo. Ok ha, bye bye các bạn, mình là Quang Phúc, tạm biệt Photoshop.com. Thank you.